Rồi, giờ thầy sẽ quay tiếp cái phần trở lại ngắn nha. Ngắn thì quay hai video, giờ cũng không có đủ thời gian rồi. Chuẩn bị dậy rồi. Rồi, đi vào phần trở lại ngắn này. Để bài tra sin alpha bằng 1 phần 2 tính y bằng cos alpha. Có hai cách ha, cách một tùy lùng thì mình sẽ làm như sau. Tổn thức cos alpha bằng 1 trừ 2 sin bình alpha. 1 trừ 2 sin bình, sin là 1 2 cả bình. Nó mới tính ra 1 phần 2 thôi. Đấy. Còn bạn nào không được tổn thức thì mình sẽ bấm máy tính như sau. Đầu tiên là mình bấm sin, mình thay alpha bởi chữ x, sin x. Bấm dấu bằng. Bấm 1 phần 2. Bấm shift. Sau. Rồi, tìm được số này nha. Xong bấm cos 2x. Bấm bằng. Đấy, nó ra 1 phần 2. Được chưa? Ok. Xong câu 1. À, tuy nhiên mà 1 phần 2 thì mình điền cái gì nha. Mấy bạn hiểu là 1 phần 2 mấy bạn sẽ bấm máy này, ra 0,5 nha. Mấy bạn điền cho thầy là 0,5. Rồi mình tô số 0, dấu phẩy và số 5. Biết là tô không nhỉ mấy sư phụ? Biết hả? Rồi câu 2. Tương tự cho góc lượng giác alpha thỏa mãn sin alpha bằng trừ 1 phần 3. Về cái này tính sin alpha kết quả làm tròn đến 2%. Như vậy thì mấy bạn lưu ý là nó ba này tương tự và trên, nhưng mà nó có cái điều kiện này. Đấy, điều kiện này rất quan trọng này. Khi nó cao điều kiện này là mình bấm không cẩn thận là mình sẽ bị sai, hiểu chưa? Thì giờ đã bấm cho đúng thì mình phải làm thế này. Đầu tiên mình vẫn bấm sin x, vẫn bấm bằng trừ 1/3. Cái này thầy mới học lỡm của học sinh. Rất cảm ơn bạn đã ha. Bấm shift con. Đấy, biết chỉ lẫn nhau cách mèo ha. Rồi em bấm cần đầu là bi. Cần đầu là bi, bấm bi. Em cần cho em cầm cái cần sau là 3b/2, bấm 3b/2. Tất cả em đem chia cho 2. Đó. Xong bấm bằng. Đấy. Đó, em sẽ tìm được cái số. Và cái số này nó chỉ tự động thỏa mãn điều kiện để cho. Được chưa? Còn nếu em bấm bình thường á, em bấm shift sau bình thường thì nó có thể ra cái số thỏa hay không. Và nếu nó ra không thì mình sẽ bị sai đấy. Được chưa? Đó. Giờ thì bấm như vậy trước nha. Rồi tới đây rồi nó hỏi gì? Nó hỏi sin alpha thì bấm sin 2x. X là alpha của mình ạ. 2x đóng cái ngặt loại, bấm vô bàn. Bằng 0,6285. Và để làm tròn đến hàng phần trăm là số nào? 0,6285 hàng chục. Hàng phần chục là số 6, hàng phần trăm là số 2. Nghĩa làm tròn đến số 2. Thì mình nhìn sau số 2 là số 8. Số 8 thì lớn hơn bằng 5. Thì mình sẽ tăng cái số cần làm tròn lên 1 đơn vị. Tức là nó sẽ ra cái số là 0,63. Được chưa? Mình sẽ điền 0,63. Ok chưa? Đấy. Chứ còn bạn nào mà thôi này, giờ bạn nào mà nếu mà bấm bình thường này. Bình thường này à, bấm bình thường mà không quan tâm tới điều kiện ha. Không quan tâm điều kiện trong cái bi alpha đấy, bi tới đấy. Bấm sin x. Bấm bằng trừ 1/3. Bấm shift sau bình thường, sau thường vô shift sau tại nhân 1 đây. Đó, mình sẽ tìm được số này. Mình không biết số này đúng sai, mình dâm không quan tâm đến điều kiện, mình cứ tưởng số này đang đúng. Đâm bấm sin 2x. Đâm bằng. Đấy, nó ra trừ ha, nó ra trừ 0,63 ha, mình nó đang đúng, nó phải là 0,63. Đó. Cái quan trọng là ở chỗ đó. Đúng chưa? Đấy. Rồi, tiếp theo. Câu số 3, sin x cộng cos x bằng cái này, tính sin 2x. Câu này giải tùy lùng thì dễ. Bình phương cái này ra ngay ha. Rồi bạn nào không quen từ lần thì mình bấm máy tính này. Bấm. Bài này nó không có điều kiện ha, bấm mắc phí sin x này.
cộng có x bằng trừ 1 phần 2. Rồi tiếp sau không có được kiểu. Rồi để số này bấm sin 2x trừ 0,75, được chưa? Trừ 0,75. Trừ 0,75 nghĩa là cái bài này là không có trả lời ngắn được rồi. Vì trừ là 1 rồi, 0 là 2, 7 là 3, 7 là 4 rồi. Quá số ha. Chắc là cô quên phải làm tròn bằng chục cái gì đấy thì mới được. Rồi câu B, câu 4 B biết cho cái B này biết cái tan bằng 2 cách phải làm tròn 2%. Lại bấm thôi. Tan x trên 2 đóng ngược lại alpha bằng 2 shift show đại thôi. Rồi ra số này, ra số này xong rồi đó là ít đấy ha. Bấm B 1 cộng 5 có ít trên cho 3 trừ 2 có ít trừ 10 phần 21 là trừ 0,47461 90, trừ 0,47619 0, làm tròn tới hàng trăm là tròn là số 7, trừ 0,48 sau bài số 6 này cũng không được nha, cũng không điền được. Chúng chắc là một cô về cho đại mà chưa tính đến phải 4 số chứ, đây là 5 rồi này, trừ 0,485. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức này. Biểu thức này thì mới có mình nhớ luôn ha, mình nhớ luôn thầy cái đây nha. Mình sẽ có một cái lý thuyết thế này. Đó là khi em gặp biểu thức là a sin cộng b cos hoặc là a cos cộng b sin nha, a cos cộng b sin như nhau thì em nhớ cho thầy là giá trị lớn nhất thì chính là bằng căn a bên cộng b bên, còn giá trị mà nhỏ nhất là bằng trừ căn a bên cộng b bên. Nhớ thầy cái đó. Vậy bài này áp dụng này, a là mấy, a là số 1 này, a là 1, b là căn 3 này. Vậy thì 1 bình là 1, căn 3 bình là 3. Vậy a bình cộng b bình chính là bằng 4, lấy căn lên là bằng 2. Và đề gọi là gì, giá trị nhỏ nhất nghĩa là bằng trừ 2. Vậy đáp án bài 5 sẽ là trừ 2. Không. Cho u n tính u 50, câu này thì quá dễ rồi. Nhập n, nhập x, n là x trừ 1 trên cho bx cộng con tại 50 0,3245, ghi nhiều đó rồi, 0,3245 là buổi làm tròn tới 2% là số 2 này. Sau số 2 là số 4, nhận 5 thì mình sẽ giữ nguyên số 2 tức là 0,32. Điền được hay tìm phải là tới 100 cũng có 100 thức AC cái này đúng tra điểm này. X trừ 1 trên x cộng 2 trăm là channel 1 x 100 0,970588 0,970588 con quan thì làm tròn tới số 7 nha, 2% là số 7, sau số 7 số 0 nhận 5 vậy là giữ nguyên số 7 0,97. Xong câu số 8 cho U1 bằng 1 u n cộng 1 bằng cái này, tìm U2 nha. Rất dễ thôi ha, mình sẽ cho tìm U2 thì cho n bằng 1 thôi, cho n bằng 1 thì mình sẽ có là U1 cộng 1 U2 sẽ bằng U1 trên cho 1 cộng U1 và U1 là bằng 1, vậy là 1 cộng 1 bằng 1 phần 2, vậy mình sẽ điền là 0,5. Xong ha.
cho số u n xác định bởi u1 bằng 3, cái này bằng đây tính giá trị của thức u1 cộng 2 cộng 3. U1 có rồi, u2, u2 là n bằng 1 ạ, n 1 tới đây này, u2 bằng u1 cộng với 1. Đó, cho n 1 ạ, u1 là 3 nên là 3 cộng 1 là bằng 4. Rồi, u3. U3 là với n bằng 2 là bằng u2 cộng với 2. Giờ n bằng 2 theo đây nó mới ra u3 này, hiểu không? U2 mình mới tính được chứ là 4, 4 cộng 2 là 6. Vậy là mình có u1 là bằng 3 này, u2 là bằng 4 này, u3 là bằng 6 này. Chắc vẽ là 13. Ok. Câu số 10. Cho n có u1 và u3 trừ u15 bằng 84, tìm u17. Cho u1, cho u3 trừ u15. Rồi tìm u17. Như thế này. U3 trừ u15 mình thay u3 bởi u1 cộng 2d. Thay u15 bởi u1 cộng 14d. Cái dấu ngặt nha. Bằng 84. Rồi, giải phán ngặt ra. Thì u1 trừ u1 hết nè. Ừ, thì ghi từ các bạn theo nha. U1 này cộng 2d trừ u1 trừ 14d. Cái này nó sẽ bằng là 2d và trừ 14d là trừ 12d. Bằng 84. Suy ra d sẽ bằng 84 chia trừ 12 thì bằng trừ trừ 7. Trừ 7 ha. 84 chia trừ 12. Rồi, trừ 7. Có d rồi, giờ mình biểu tìm u gì? U17 ha. U17 bằng u1 cộng 16d. U1 là 123. 123. Cộng 16 đây là cộng 16 nhân trừ 7 bằng 11. Đáp án là 11 nha. 11. U17 sẽ là 11. Rồi, ok. Thầy có nhầm đâu mà bạn nhấn cái thầy ha. Có 11 cho một cấp số cộng có 8 số hạng, 8 số hạng. Số hạng đầu là 5, số hạng thứ 8 là 40. Như vậy là U1 là 5 và U8 là 40. Khi đó không sai D và cấp số cộng là nhiêu? E, dễ rồi. D sẽ bằng U8 trừ U1 cho anh cho 8 trừ 1. Công thức đại chỉ rồi nha. Lấy U này trừ kia trên cho hai cái cơ số từ nhau đúng không? Hai hệ số từ nhau ha. Vậy là U8 là 40 này, U1 là 5, 8 trừ 1 là 7 này. 35 chia 7 là được 5. Rồi. Cần lấy tổng của bao nhiêu số hạng đầu của một cấp số cộng để được kết quả bằng 345. Câu này hay á. Tức là nó cho mình một cái cấp số cộng 258 chấm chấm chấm, nó hỏi mình là cộng bao nhiêu số để ra được kết quả 345. Vậy thì em để ý là 345 ở đây chính là cái n mà mình đi cần tìm n. N là bao nhiêu để cho tổng ra 345. Mà mình có là SN sẽ bằng gì? Có đây một chỗ viêm ơi. Đây có chỗ viêm. Rồi để thầy làm cái câu 14 trước ha. À, thầy nó rộng chỗ rồi thì sẽ ghi bên đó. Câu 14 này. 1 cộng 5 cộng 97. Câu này thì em có thể dùng công thức. Hoặc là bấm máy tính luôn. Bấm luôn thì chị cho bấm. Bấm luôn thì em thấy là em chỉ dùng một chức năng tổng xích me. Đây. Xong đây em nhập cho thầy làm sao mà để cho nó sinh ra được cái cấp số cộng này. Thằng này là mỗi đơn vị, mỗi thằng là nó cách nhau là 4. 4 đơn vị, 4 này, 4. Đúng không? Thằng này là một cấp số cộng với U1 là bằng 1. D là bằng 4. Còn cái 97 đây là U cuối, UN. Đúng rồi, là N bằng nhiêu. N bằng nhiêu. N
nó bao nhiêu thì mình chỉ thấy là mình lấy cái 97 từ từ giảm bình thường 97 này mình trừ cho 1, lấy số cuối trừ số đầu, xong chia cho khoảng cách của hai số sát bên tức là 4, xong một cộng cho một đơn vị thì đã ra 25. Cái này chính là số hàng thứ 25. Mình không tin thì mình thử lại. Mình muốn tìm U25 thì mình lấy U1. U1 là 1 cộng với 24D. 24D là 4. Thấy chưa? Thì y bài chưa? Thì cái tổng này nó sẽ bằng là gì? U1 cộng U25 chia cho U1 cộng U25 nhân với N là 25 chia 2. U1 là 1, U25 là 97, N là 25 chia 2, 1225. Nó sẽ ra đáp án là 1225. 1225 4 số. Được chưa? Đây là cách làm mà để kêu tôi lùng. Rồi còn nếu mà mình bấm máy tính thì sao? Bấm máy tính thì bạn sẽ bấm như thế này. Đầu tiên bạn gọi cái tập sma ra này. Nhờ đây ít chạy từ đâu ha. Mình sẽ thấy là mỗi thằng cách nhau 4 đơn vị thì mấy bạn sẽ cho thầy là mấy ta? Không sai. Chưa nghĩ xong. Chạy từ 1 là ra 1, 2 mà lại ra 5. Này bấm phá này. Mình sẽ bấm là 4x. X chạy từ 1 ha. X chạy từ 1. Trời, có. Nháy gì vậy? Có. Chạy từ 1. Cái chạy từ 1 mà ra 1 thì không sai, đây là 4 đúng không? Chạy từ 1 mà muốn ra 1 thì mình trừ đi 3. Đấy. 2 là vô ra 5 này đúng không? 3 là 4 nhân 3 là 12, 12 trừ 3 là 9 đúng rồi. Rồi đến thằng cuối mà nó ra 97. Vậy là phải là 100 trừ 97 tức là 25. Chạy từ 1 tới 25, bấm bang. 1225 xong. Bây giờ thì làm sao để mình bấm được? Phải biết ha. Mình phải biết cách tìm số hàng tổng quát. Tổng quát đó là mình lấy UN sẽ bằng là U1 cộng N trừ 1 nhân D á. Tức là bây giờ em tìm được U1 là 1 với D bằng 4 rồi này ha, cái này hai tiêu rồi đó này. Thì em sẽ lấy cái UN sẽ bằng UN của em sẽ bằng là gì ta? UN bằng U1 cộng N trừ 1 nhân D. U1 là 1, N trừ 1 và N trừ 1, còn D là 4. Mình ra được là 4N trừ 4 cộng 1 là trừ 3. Đó, 4x trừ 3 chính là cái đó. Sau đó em phải hiểu được là cái số cuối cùng phải là 25. Bằng cách là mình lấy số 97 á. Mình lấy số 97 này, mình cho nó bằng với cái số 4x trừ 3. Xong bấm shift xong tìm được cái số cuối cùng thì là 25, đó. Được chưa? Đây đó là cách để bấm tính. Ok. Rồi. Còn lại là còn nhiều nữa ha. Nhưng còn câu 12, 13, 15, 16. 12, 13, 15, 16. Thôi tối nhé, giờ thì có việc rồi, bye nhé.